Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Hôm nay là Chủ nhật nên chương trình chọn rất nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động văn hóa, du lịch và những câu chuyện nhân văn gửi tới quý vị để có khoảng thời gian thư giãn cuối tuần thật là thoải mái. Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thì nhiều lễ hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế được phục dựng. Điều đó đã góp phần phát huy giá trị văn hóa, gìn giữ bản sắc của các dân tộc. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, ở Thừa Thiên Huế có gần 500 lễ hội, trong đó hiện nay có gần 100 lễ hội được thống kê, lập hồ sơ và đưa ra quảng bá phục vụ du lịch. Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội, việc phân loại lễ hội cơ bản được thực hiện theo Nghị định 110, cụ thể phân chia lễ hội thành lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Ngoài ra, việc quản lý tổ chức lễ hội còn quan tâm phối hợp điều chỉnh các lễ hội thuộc luật tôn giáo tín ngưỡng đối với các lễ hội như Đại lễ Phật Đản, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Những năm gần đây, liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương vùng miền được coi là đòn bẩy quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Bởi vậy, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đặc biệt chú trọng đến công tác liên kết trong hoạt động du lịch. Nhiều chương trình ký kết hợp tác giữa các tỉnh thành được thực hiện, nhiều tour tuyến du lịch độc đáo được hình thành đã góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho du khách và đặc biệt mở ra cơ hội thu hút thêm các thị trường khách mới. Chỉ trong một tháng trở lại đây, tỉnh Khánh Hòa liên tiếp thực hiện các chương trình xúc tiến ký kết du lịch với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ có các địa phương lân cận như Phú Yên, Ninh Thuận mà còn có cả các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh những biên bản ký kết hợp tác, nhiều giải pháp kết nối du lịch giữa các địa phương một cách thiết thực đã được lên kế hoạch, các chính sách khuyến mãi kích cầu du lịch được xây dựng. Thật ra lượng khách đến Nha Trang Khánh Hòa thì ngoài những cái sản phẩm đặc trưng thì bên cạnh đó họ mong muốn có những cái sản phẩm mở rộng hơn, để những cái tour thay vì ví dụ đến Nha Trang Khánh Hòa 3 ngày 4 ngày thì mong muốn là những cái sản phẩm nó rất nhiều sản phẩm để sự lựa chọn, xúc tiến cũng khá nhiều cái thị trường của những cái tỉnh lân cận, ví dụ như Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi Ban Mê, Đắk Lắk. Trong bối cảnh hiện nay, liên kết được đánh giá là một trong những định hướng quan trọng để phục hồi phát triển du lịch. Liên kết hiệu quả, bền vững sẽ giúp du lịch các địa phương không những đi xa mà còn đi nhanh. Thời gian qua, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chủ động hợp tác với nhau và tìm kiếm đối tác để tạo nên mạng lưới liên vùng, liên kết trong chuỗi cung ứng dịch vụ, từ đó tạo gói chất lượng cao với mức giá hấp dẫn. Cái việc mà liên kết như thế này, nó tạo ra những cái hành lang thông thoáng hơn và thấu hiểu nhau giữa các đối tác cũng như là các thị trường khách. Khi kết nối này mà tạo ra cái kỳ nghỉ dài hơn và tạo ra cái sự lan tỏa về mặt giá trị du lịch thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và vốn dĩ là cái này là chúng tôi đã thực thi trong nhiều năm. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong và ngoài khu vực như hiện nay, thì liên kết vùng trong hoạt động du lịch là xu thế tất yếu. Năm 2024, Khánh Hòa dự kiến tổ chức rất nhiều chương trình lễ hội đặc sắc mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, hướng đến mục tiêu thu hút 9 triệu lượt khách du lịch. Bởi vậy, việc đẩy mạnh liên kết với nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ là chìa khóa để Khánh Hòa và các địa phương triển khai đa dạng những hoạt động và sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường du khách giữa các vùng. Thưa quý vị, chương trình Rạng Ngời Đôi Mắt Việt là dự án phẫu thuật từ thiện do Bệnh viện Quân y 175 khởi xướng từ năm 2020 với mục đích chung tay chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho người dân Việt Nam. Tại tỉnh Bình Phước, chương trình đã hai lần được tổ chức với sự phối hợp tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi và đã mang lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân Đỗ Thị Tân ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Hơn 3 năm nay phải sống trong cảnh tối tăm vì mắt trái của bà thị lực chỉ còn 1 trên 10. Với suy nghĩ do tuổi cao mắt mờ nên thời gian qua bà không đi khám và điều trị. Khi chương trình Rạng Ngời Đôi Mắt Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Quân Dân Y Binh đoàn 16, gần nơi bà sinh sống, bà được gia đình cho đi khám sàng lọc và được chỉ định phẫu thuật lần này. Mắt của tôi là bây giờ là khi mà đến khám đây đó, là chỉ 1 phần 10 thôi. Mà bây giờ nó còn đeo băng này thì thấy rõ ràng hết, thấy rất là sáng. Đến từ Trung đoàn 726 Binh đoàn 16, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, ông Ngô Viết Tường rất phấn khởi khi được mổ mắt miễn phí lần này. Hơn 10 năm nay, con mắt trái của ông không còn nhìn thấy được rõ do bệnh đục thủy tinh thể. Sau khi phẫu thuật xong, được các y bác sĩ thăm khám tận tình chu đáo, được các đơn vị đến tặng quà và tin tưởng con mắt của mình sáng trở lại. Điều này khiến ông không khỏi xúc động. Tôi cảm thấy là cái này thì nó rất là khó nói khó tả, bởi vì nó giống như người ta mà nó cứ lèm nhèm xong rồi nó sáng sủa, nó thoải mái ra đấy.
đi đâu làm gì nó cũng chững chạc. Thậm chí mình buổi tối mình muốn đi cái xe đi được, chứ không nếu mà như bữa trước là tôi đi buổi tối thì không dám đi đâu cả. Sau khi khám sàng lọc hơn 200 trường hợp có các bệnh lý về mắt, các y bác sĩ bệnh viện Quân y 175 đã chỉ định phẫu thuật mắt cho 47 bệnh nhân trong chương trình Dạng người đôi mắt Việt Nam cùng Trường Tươi thắp sáng những ước mơ lần này. Các bệnh nhân thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách của tỉnh Bình Phước và cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc binh đoàn 16. Hơn 30 y bác sĩ chuyên khoa mắt cùng hai máy mổ mắt áp dụng kỹ thuật phaco hiện đại cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế đã được Bệnh viện Quân y 175 điều động và thực hiện chương trình này. Đây là cái hoạt động thiết thực để phối hợp tốt trong cái công tác quân dân y cũng như là thiết thực góp phần vào xây dựng cái địa phương vững mạnh và chăm lo đời sống sức khỏe cho bà con nhân dân của tỉnh Bình Phước. Toàn bộ chi phí phẫu thuật mắt cho bệnh nhân lần này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi hỗ trợ trong chương trình Dạng người đôi mắt Việt Nam được tập đoàn thực hiện trong 5 năm tại tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Chương trình này rất là ý nghĩa và thiết thực. Thì Tập đoàn Trường Tươi cũng đã với sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đã đồng hành và cam kết đồng hành với chương trình Dạng người đôi mắt Việt Nam cùng Trường Tươi thắp sáng những ước mơ trong vòng 5 năm. Đối với bệnh nhân nghèo của tỉnh Bình Phước, việc khám và điều trị bệnh thông thường cũng là điều hết sức khó khăn. Chính vì vậy, chương trình Dạng người đôi mắt Việt Nam được thực hiện là dịp để bệnh nhân nghèo được tiếp cận với dịch vụ y tế kỹ thuật cao và ý nghĩa lớn hơn hết là đem lại ánh sáng cuộc đời cho các bệnh nhân. Ngoài được mổ mắt miễn phí tại chương trình, các bệnh nhân còn được Bệnh viện Quân y 175, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi, Binh đoàn 16 và Hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước tặng quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 1 triệu đồng một phần. Thưa quý vị, du lịch Bình Phước tuy còn rất khiêm tốn so với một số địa phương trong cả nước, nhưng lại đang sở hữu những tiềm năng lợi thế mà nếu có sự đầu tư khai thác đúng hướng sẽ tạo bước phát triển mạnh mẽ. Đó là nhận định của các chuyên gia và du khách khi đến với Bình Phước. Vâng, thưa quý vị, và nhiệm vụ này thuộc về ngành chức năng, các đơn vị khai thác du lịch để các sản phẩm du lịch Bình Phước có vị trí tốt hơn trên bản đồ du lịch quốc gia. Tiếp mục chuyện sáng nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự sau đây. Là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm trong năm 2023, khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sóc Bò Bò được du khách đánh giá mang nhiều ấn tượng. Nơi đây có những nét độc đáo chưa ở đâu có như bộ cồng chiêng đạt kỷ lục Việt Nam, bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam. Thực hiện đề án phát triển du lịch, huyện Bù Đăng đang nỗ lực đầu tư thêm một số hạng mục, đồng thời phát huy hiệu quả việc liên kết để phát triển du lịch. Chúng tôi đã xây dựng một cái tour chính là kết nối những cái điểm du lịch trong huyện và trong tỉnh. Một cái tour ở đây thì chúng tôi, nếu mà trong huyện không thì chúng tôi xây dựng một cái tour là 2 ngày 1 đêm đi tất cả các điểm du lịch trong huyện. Và ngoài ra thì chúng tôi kết nối với các điểm như huyện Bù Gia Mập hay là ở Lộc Ninh để đưa khách đến các điểm trong tỉnh Bình Phước này. Bình Phước là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm, năng động và phát triển phía Nam, có vị trí địa lý chiến lược, có các tuyến giao thông kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và các nước Campuchia, Lào, Thái Lan. Hiện tỉnh có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được du khách đánh giá cao. Tuy nhiên, việc đầu tư vào lĩnh vực này còn khá khiêm tốn. Đáng chú ý, một số điểm đến chưa có các dịch vụ đi kèm để phục vụ du khách, nhất là những sản vật địa phương. Tỉnh mình nên có một cái chuyên trang, cái quảng bá về cái du lịch, cũng như hoặc là có các cái mục để giới thiệu cho các cái tỉnh để mà các cái người dân cũng như là thầy cô giáo cũng như là các em học sinh để biết được, để đến đây để tham quan và thấy lại những cái cuộc chiến tranh mà ông cha ta đã chiến đấu anh dũng. Trong 11 tháng năm 2023, tỉnh Bình Phước thu 864.273 lượt khách, đạt 107,23% kế hoạch năm và tăng 25,95% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 492,95 tỷ đồng, tăng 27,76% so với cùng kỳ năm 2022.
Đặc biệt, việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước vừa qua đã mở ra bước ngoặt mới cho ngành du lịch của địa phương. Mà theo các chuyên gia, đây là điều kiện thuận lợi để du lịch Bình Phước tiến những bước vững chắc. Chúng ta khởi đầu hơi muộn. Tuy nhiên thì khởi đầu hơi muộn này có cái lợi của mình, tức là chúng ta sẽ không bị đi theo những cái vết chân của những cái nơi mà đầu tư một cách ồn ào quá, nó là phá tan cả cái môi trường ra. Thế cho nên Bình Phước ở đây vẫn còn một cái nguyên vẹn, có rất nhiều điểm du lịch vẫn còn rất là nguyên sơ, thế tài nguyên vẫn còn, cho nên nó còn nguyên vẹn. Vì vậy Bình Phước có một cái lợi thế là chúng ta có thể phát triển từ đầu và vậy sẽ làm tốt hơn, rút ngắn cái thời gian đi hơn. Du lịch là ngành công nghiệp không khói và là ngành kinh tế mũi nhọn, đã được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Bình Phước quan tâm đưa vào các chương trình hoạt động các cấp. Với những cơ sở quan trọng mà đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã đề ra, cùng với những tiềm năng, lợi thế và những chính sách thông thoáng của tỉnh, du lịch Bình Phước đang cần thêm những cú hích từ các doanh nghiệp để đem lại kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hoa ly là một loại hoa không thể thiếu của thị trường Tết. Hiện nay, hầu hết nông dân các làng hoa ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống và đang trong giai đoạn chăm sóc. Theo nhận định của nhiều nông dân thì vụ hoa ly Tết năm nay có khả năng gặp nhiều rủi ro hơn những năm trước do yếu tố thời tiết và kinh tế khó khăn. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Cứ khoảng tháng 10 dương lịch hàng năm, nông dân làng hoa Vạn Thành Đà Lạt sẽ xuống giống hoa ly phục vụ thị trường Tết. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trồng ly, nhiều nông dân cho rằng trồng hoa ly không khó nhưng cũng không dễ. Hiện mỗi sào hoa ly có mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng, trong đó củ giống chiếm vốn cao nhất. Thị trường thì năm này nó cũng có rất là nhiều cái biến động. Năm này do là kinh tế khó khăn, cho nên là người nông dân cũng chủ động hạn chế trồng ít lại để đảm bảo được cái tiêu thụ hết trong cái thị trường dịp Tết này. Sức mua của thị trường thì năm nay thì tình hình kinh tế khó khăn thì sức mua có khả năng rất là yếu. Chúng tôi cũng chủ động với cắt giảm sản lượng, số lượng. Hiện củ giống hoa ly trồng tại Đà Lạt vẫn phải nhập khẩu từ Hà Lan theo hình thức đặt trước thông qua các công ty nhập khẩu giống. Hoa ly rất thích hợp với khí hậu Đà Lạt. Cây phát triển mạnh và màu rực rỡ hơn các vùng khác nên được thị trường ưa chuộng. Mình cứ làm để may ra lúc nào ít hàng ấy thì mình nhờ. Mà hàng mà nó rộ thì mình chịu giá rẻ đấy. Từ 2 năm vừa rồi nó không có giống á thì nó có giá. Còn năm nay giống nó tràn lan ra. Nó tràn lan là thế nào cũng sợ rẻ đấy. Theo nhận định chung, thị trường hoa tươi những tháng cuối năm kém sôi động so với những năm trước. Các chuyên gia dự báo, sức cầu dịp Tết âm lịch năm nay chắc chắn sẽ thấp hơn so với Tết các năm trước. Không chỉ vậy, hoa Đà Lạt nói chung cũng sẽ bị cạnh tranh với hoa nhập khẩu. Ở phía Bắc như Hà Nội hoặc là một số tỉnh cũng có sản xuất hoa, rồi cái hoa nhập khẩu, cho nên cái thị trường hiện nay cạnh tranh hết sức gay gắt. Thì cũng mong bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp, với cái truyền thống của sản xuất hoa, với kinh nghiệm sản xuất hoa thì chúng ta tập trung vào nâng cao cái chất lượng sản phẩm để chúng ta cạnh tranh bằng chất lượng và cái giữ vững cái thương hiệu hoa Đà Lạt. Không tăng sản lượng và tập trung đầu tư chất lượng, giữ thương hiệu hoa là hướng đi phù hợp với những thay đổi trên thị trường hoa Tết. Tuy nhiên, ngay khi đã giảm sản lượng, nhiều nhà vườn vẫn thấp thỏm lo âu. Thị trường hoa Tết nói chung với người trồng hoa bao giờ cũng trực chờ nhiều nỗi lo, nhất là hoa ly, loài hoa có chi phí đầu tư cao, dù rằng nông dân luôn tìm cách thích ứng. Những hình ảnh và thông tin về vụ hoa ly dịp Tết ở Đà Lạt cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.